Rồi, xin chào anh chị các bạn. Hôm nay em quay cái Mazda 2 AT. Đây là bản thấp nhất của Mazda 2. Bọn em hay nói vui là bản cửa chuồng. Tháng 4 thì bọn em bán là 420, nhưng mà sang tháng 5 thì là cái mức giá niêm yết của nó đã tăng lên 10 triệu rồi. 430 triệu. Xe này bọn em là xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Đấy ạ. Mới 100%. Nếu mà ở thời điểm trước mình hoàn thiện xong xuôi nó là 470 thì tháng này thì là với mức tăng 10 triệu thì mình sẽ hoàn thiện vào khoảng 4.8. Tất nhiên thì nếu mà để mà sử dụng hợp lý nhất thì các bác cũng nên độ lại một chút. Như em đã quay ở trong rất nhiều video trước rồi. Thì cái bản Mazda 2 AT này là một phiên bản rất là tiêu chuẩn, rất là cơ bản. Để dần như chúng mình là nổ máy lên và là đi thôi. Chưa có màn hình đúng không ạ? Chưa có ghế da, ghế đó là ghế nỉ ạ. Thì thường với khách hàng có nhu cầu mua Mazda 2 AT thì bên em tư vấn cho khách hàng nên độ thêm màn hình đấy. Các chị, khách hàng nữ thì rất hay lựa chọn Mazda 2, mức giá hợp lý, đi lại chắc chắn. Thì mình có thể độ thêm cam 360 thích hợp với màn hình quanh xe đúng không ạ? Cảm biến, cam lùi. Thường thì lắp màn hình thì chúng ta sẽ thêm cảm biến luôn. Đấy, điều hòa thì chắc chắn là điều hòa cơ ạ. Phanh tay chúng ta cũng có chế độ lái sport ạ. Màn hình hiển thị thì cũng rất là đơn giản thôi, cũng chỉ là màn hình thông thường đấy ạ. Mua về các bác thì vẫn phải độ thêm màn hình, cụp gương, cảm biến, cam trước sau, cẩn thận thì làm cam 360. Cái cụp gương con này thì nó chưa có cái xương đỡ ở trong, tức là bình thường khi mình khóa thì mình vẫn là cụp tay nhá. Đấy, mình chế motor thì phải độ thêm cái xương đỡ ở trong này. Đó, thì các bác cứ tính loanh quanh giúp em vào khoảng 500. 500 để mình hoàn thiện xong xuôi một cái Mazda 2 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Xe này thì nói thật với các bác là đi thì vẫn là rất chắc chắn đấy. Xe Thái mà, xe Thái nguyên chiếc mà. Đấy, kích thước thì cũng phải gọi là được B trừ rồi. Mình thứ nhất là cốp sâu, cốp rộng. Đấy, ngồi người lái các chị đưa đón các cháu đi học. Đấy, vẫn rất là ok, mà anh em mình đi thì vẫn là an toàn, vẫn là hợp lý ạ. 430 triệu bên em tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm, ngoài ra có phim cách nhiệt Luma của Mỹ, em bảo hành 5 năm, bọc vô lăng thì ra đó. Thì xe này do mình trả góp với cái mức hoàn thiện vào khoảng gần 500 thì các bác bỏ ra giúp em vào khoảng tầm 108 ạ. 1 phần 3 cái số tiền mình bỏ ra là mình có thể lăn bánh cái mẫu xe này ngoài đường. Thì cái với cái mức vay vào khoảng hơn 300 một chút thì hàng tháng mình sẽ trả đâu đó vào khoảng 8 đến 10 triệu tùy vào cái thời gian vay dài hay ngắn ạ. Thì thật ra đây là cũng là một mẫu xe em bán rất là tốt ạ. Mức giá sẽ tiếp cận đấy, xe chắc và kích thước tốt. Mình khi mà mình cân nhắc mua những cái xe hạng A, ví dụ như Morning i10 thì có thể cân nhắc lên hạt Mazda 2 phiên bản cửa chuồng. Đó. Thì lãi suất hiện nay cũng rất là rẻ rồi. Anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp của bên em để bên em báo lại cái lãi suất cổng các ngân hàng. Đấy, đây em quay cái cốp, mình có thể nhìn thấy cốp nó rất là sâu và rộng. Đấy. Về thì mình độ đẽo mất khoảng 10 đến 20 triệu nữa, xong xuôi là khoảng gần 500. Đấy. Bọc da thì mình có một mẫu xe hợp lý ạ. i10 sắp bản full các thứ xong xuôi, bây giờ mình cũng gần 500 rồi. Anh chị có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp qua bên em nhé. Hơi tiếc là nó lên giá mất 10 triệu trong tháng vừa rồi. Xe này thì bọn em có 3 màu, trắng như này, đỏ pha lê và xám ạ. Thì đa phần em bán trắng và đỏ. Rồi, anh chị mà muốn báo giá các mẫu xe nào thì comment phía dưới giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo ạ.